Điên. Ngồi. Xuống em ơi. Chứ là vào luôn. Không ơi, không xin cả. Hết rồi đấy nhé. Đấy, sút vào luôn. Chỉ hai bình, đam hai bình. Ấy da.
Để mất người sọc chích. Khắc Cường, bây giờ Khắc Cường lại chuyền cho Xuân Sơn. Xuân Sơn làm gì, anh làm gì, không được, vẫn không vào, rất tiếc cho bầu hiệp. Ui giời. Mai không đi làm tôi gõ đầu. Nghe đồng tán không nhầm là kèo thứ hai là một lồi lẩu theo bầu hiệp. Úi dồi ôi. Vâng, tí nữa thì trúng đáy thật. Anh Nghiệp, bầu hiệp phải lăng, ngày xưa cũng đi Hồng Phượng. Đúng không? Người ta thích đánh mà kéo ăn là căng. Đang đói mà. Này này. Đào. Quả lưỡng. Úi giời ơi. Tốt em ơi. Đấy. Cố gắng nhé, vào cái. Ok em. Điện đấy gì ấy? Ok ấy cái nó. Đứng lại thôi em. Yeah.